Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cái máy tâm nước hả các bạn ha. Đây mà ở đây mình có hai máy, một cái máy Luckin và máy Panasonic mình đang sử dụng ha. Cái máy này mình mới mua về để cho gia đình sử dụng hai cái luôn hả các bạn ha. Này nó nhỏ gọn có thể mình đem đi ra ngoài được. Còn này mình để sử dụng ở nhà. Ngoài ra hôm nay mình còn chia sẻ các bạn cái cách mà khử mùi hôi miệng các bạn. Rồi làm cho cái răng mình nó chắc khỏe, trắng răng, không bị sâu răng. Ngoài ra thì cái nú mình nó tốt, nó không bị tuột lại nú rồi ha các bạn ha. Thì một tí mình sẽ chia sẻ cách như làm thế nào để cho cái hàm răng mình nó chắc khỏe mà cái hơi thở mình nó thơm tho, không bị có mùi hôi ha các bạn ha. Ở đây là cái máy tăm nước Panasonic mình đang sử dụng ha các bạn ha. Đó. Này nó gồm cái đầu à. Cái đầu vòi nè. Ngoài ra thì nó có cái bộ cái đế để sạc nữa, nhưng mà mình để trong trong nhà rồi. Một tí nữa mình sẽ test thử cái áp lực của mình của cái máy này cho các bạn xem ha. Mình sử dụng thì rất là ok, mình rất thích cái dòng máy Panasonic nha các bạn. Ở đây nó có cái nút level nè, 1 2 3 4 5 5 level. Thì lúc đầu tiên á mình sử dụng thì nó sẽ không quen á các bạn, mình xịt vô nó sẽ chảy nú răng, nhưng mà sau 1-2 ngày nó sẽ hết nha các bạn, mình sẽ làm quen bởi cái hàm răng cái nú mình nó quen dần, và khi bạn xài rồi á, thì rất là tốt nha các bạn ha, nó rất tuyệt vời. Tại vì thường thường các bạn ăn á, ăn xong ngoài ra các bạn xúc nước lại rồi các bạn đánh răng á thì nó vẫn còn những cái mảng bám, những cái thức ăn thừa nó li ti các bạn, nó dính trong kẽ răng á, mình không thể nào mà vệ sinh hết được. Các bạn dùng tăm xỉa răng á, hoặc là tăm nha khoa nè, các bạn vệ sinh nó cũng không thể nào hết được nha các bạn. Mình đã sử dụng rồi, mình sử dụng xong rồi mình sử dụng tăm nước lại, ngoài ra mình đánh răng luôn rồi đó, mình sử dụng tăm nước lại thì nó vẫn có ra các bạn ha. Một tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem nó, khi mà các bạn không có làm sạch cái đó thì nó bám vô răng mình á, thì lâu ngày nó sẽ gây mùi hôi miệng các bạn ha. Tại sao mà có nhiều người vẫn đánh răng, vẫn súc miệng một ngày hai lần đàng hoàng nhưng mà vẫn hôi miệng là như vậy? Thì do là cái những cái mảng bám, những cái thức ăn thừa mình nó dính vô cái kẽ răng á, mình không có vệ sinh sạch thì nó sẽ làm cho cái răng mình nó hôi miệng và sâu răng, và cái nú mình nó hư. Ngoài ra thì các bạn lâu lâu 6 tháng ha, 1 năm gì đó các bạn nên cạo vôi răng ha, để cho cái răng mình nó sạch. Khi mà cạo rồi cái răng mình nó sạch, nó thơm tho, và mình kết hợp với sử dụng tăm nước á, thì mình sẽ có cái hơi thở thơm tho hơn, ít sâu răng hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ review cho các bạn xem mình sử dụng cái này là như thế nào ha. Cái này là rất tiện lợi ha, nó có cái đế mình cắm sạc vô thôi, ngoài ra có cái vòi. Cái tăm nước này á, nó sử dụng là nó bắn ra, nó có bọt, có bọt cái hơi bọt nước các bạn, nó làm cho cái răng mình nó im và cái nú mình nó chắc bền hơn đó. Còn cái này thì mình thấy review trên mạng thấy nó đang sale nên mình mua luôn, không biết nó có mạnh hay yếu như thế nào, tí mình cũng review cho bạn xem luôn ha. Rồi để mình test thử cho bạn xem nha. Rồi cái đây mình giờ sẽ giới thiệu cho các bạn xem ha. Cái này là cái đế sạc của nó này các bạn, mình cứ để sạc lên này, nó có rắc nè. Đó, rất là dễ ha. Lấy nước thì tại cái đầu này lấy ra. Nhưng mà cái Panasonic này mình lưu ý các bạn ha, nó cái đầu này nó rất là dễ bung ra. Mình xài lâu lâu cái mình ấn xuống cái nó bung ra, phải gắn lại. Ngoài ra thì nó chức năng đều tốt hết, pin nó xài cũng trâu đó các bạn, mình xài hơn tuần lễ mà nó vẫn ok ha. Đó. Các bạn coi nè, nó bung ra luôn nè. Giờ mình phải gắn lại. Cái này mình chắc phải than phiền với nhà sản xuất quá. Đó. Ngoài ra thì những chức năng nó là ok hết. Thường thường mình xài mức 4 các bạn ha. Các bạn mới thì các bạn nên xài mức 1 và mức 2 thôi, để cho cái nú mình nó quen dần. Rồi mình quen thì mình xài mức 3, mức 4. Nhưng mà thường thường mình xài mức 4 nó bắn mạnh hơn các bạn. Nó sẽ sạch răng mình hơn, nó sẽ đẩy những cái thức ăn thừa rồi răng ra hết. Đây mình để đây ha, cái này là Panasonic. Còn cái này mình mới mua nè, mình cũng chưa sử dụng nữa, để mình lấy review cho các bạn xem luôn nha, để coi nó có những cái gì. Cái Panasonic này thì nó có hai đầu vòi này nha các bạn ha. Còn
lock and lock nè. Đây, cái phiếu bảo hành. Rồi cái thân máy nè. Rồi cái máy này nó nặng dữ ha. Đây, rất là đẹp. Cái bầu này bầu bầu hứng nước nè. Nó nguyên một máy luôn. Cũng nhiều á. Con này nó cũng nút mod nè. Đó. Thì nó sẽ có 4 nấc, 1 2 3 4, 4 nấc. Con này là khởi động, đó, nó chạy. Ở đây thì nó cho mình hai cái vòi các bạn. Và một cái cáp sạc. Cáp sạc thì chắc mình cắm đâu đây, mình chưa thấy nữa nè. Cái đầu sạc nó nãy giờ mình lui khui. Nãy giờ tưởng ấn vô không à, ai nhà mình rút ra là có cái đầu sạc ở đây nè các bạn. Rồi mình để mình test thử, mình lấy một cái vòi mình test thử cái nước nha, để coi nó mạnh yếu nha. Đó, ấn vô gì thôi. Nước mạnh nhất nè. Ok. Rồi mình test áp lực cái máy nha các bạn. Cái máy tăm nước. Rồi thấy không? Cái này là level 1 nè. Level 2 nè. Level 3, level 4, level 5. Bắn ghê không? Tập. Nhưng mà rất là im nha các bạn. Nó có bọt nước, có bọt khí trong này nè. Đó. Cái này là lock and lock nha các bạn. Cái này là cái áp lực yếu nhất nè. Cái thứ hai nè. Trời, nó bắn như là liên thanh vậy đó. Cái thứ ba, cái thứ tư nè. Các bạn thấy không? Bắn như liên thanh luôn. Các bạn xài Windows hay là Word các bạn, nó nhẹ nhẹ thôi. Rất là mạnh ha. Rồi mình test dùng thử nha các bạn. Thì nó sử dụng rất là dễ. Các bạn đầu tiên là hiệu chỉnh cái level nè, cái mod á. Cái này là level từ từ thấp đến cao ha. Đây. Đầu tiên các bạn sử dụng làm quen, sử dụng mức 1 thôi hoặc là mức 2 thôi, đừng có sử dụng mức cao quá. Nó gây tổn thương cái nú mình không quen á thì nó sẽ chảy máu nú, nhưng mà đầu tiên thôi, nhưng mà 1-2 ngày sau nó sẽ hết ha. Đây mình sẽ quen rồi, mình sử dụng mức 4 nha các bạn. Đó, các bạn cứ để vô cái phần chân răng với nú á. Các bạn để đây, các bạn mở lên ha. Rồi, bạn cứ đẩy phía dưới. Hết cái hàm dưới. Không, các bạn đẩy cái hàm trên. Cứ lia đều ha. Rồi các bạn cứ đẩy ở phía trong. Thế là xong. Bạn đẩy sâu vô hết cái hàm răng của mình á. Một vòng là nó sạch liền à. Thì với cái bầu nước này á, thì đủ xài cho một lần ha. Mình xài hết là bạn cứ bật ra. Rồi cứ lấy nước. Tiếp tục lấy nước. Cái này chống nước nên không sao nha các bạn. Ấn lại. Rồi các bạn tiếp tục sử dụng nữa. Các bạn đem đi du lịch hay là đem đi đến cơ quan hay là ra ngoài đó mình ăn á. Ăn xong cái các bạn vệ sinh. Thì cái này lưu ý nè. Mình á, mình thường sử dụng là đánh răng 2 lần. Bộ ban đêm á, mình ăn xong mình đánh răng xong mình sẽ xịt cho nó sạch hết cái mặn bám, cái thức ăn mà nó thừa nó dính trên cái kẽ răng của mình nha các bạn. Cái đó cái điều lưu ý rất là quan trọng, các bạn là phải vệ sinh cho nó sạch hết để cho nó không có mặn bám, không có ăn thừa, nó còn lại nó sẽ lâu ngày nó phân hủy á, nó gây ra mùi hôi rồi nó bám vô răng mình vôi hóa đó, nó hư răng, sâu răng nha các bạn. Thì mình thường mình sử dụng á, mình ban đêm á, mình đánh răng xong thì mình sẽ dùng tăm nước và mình xúc lại nước muối. Rồi xong, đến sáng á, cái mình sẽ ăn sáng chứ mình không đánh răng nha các bạn, tại nó sạch mà. Mình sẽ cạo lưỡi, mình sẽ dùng cái này nè, mình cạo lưỡi cho nó sạch. Rồi mình ăn, cứ ăn sáng. Ăn sáng xong rồi các bạn về, ăn sáng xong các bạn cứ đánh răng. Có thể đánh răng nhưng mà các bạn không đánh răng cũng được. Bạn dùng cái tăm nước này bằng xịt lại là nó vẫn sạch bình thường nha các bạn. Đến trưa các bạn ăn trưa xong rồi bạn xịt này rồi bạn đánh răng lại. Rồi đó, như vậy đó. Cái quy trình cái lặp lại.
thì cái hàm răng của mình là cái nó sạch sẽ, nó không còn mảng bám, nó không còn cái những cái thức ăn thừa thì nó không có còn mùi hôi nữa. Nhưng mà ngoài ra các bạn nên tìm đến cái nhãn hiệu kem đánh răng này các bạn, Lister này nè. Đó, Lister này các bạn. Nó có cái công dụng là khử mùi hôi. Có nghĩa là khi mà bạn mùi hôi ra răng của bạn á, bạn thấy phát hiện là nó hôi hôi đúng không? Các bạn cứ đánh răng. Đánh răng mà qua cái là nó sẽ khử mùi hôi, nó thơm tho liền ha các bạn ha. Thì nhớ nha, mình tìm đến cái nhãn hiệu Lister này nè. Mình không có bán ha, nhưng mà mình đang sử dụng cái này. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng thêm cái bàn chải điện nha các bạn. Mình cũng có review cho các bạn xem đó. Cái này là mình xài 3 năm rồi, mình sẽ review lại các bạn xem ha. Rồi mình xúc nước trước nha các bạn. Ăn ăn xong cái mình xúc miệng bằng nước trước để cho mấy cái mảng bám hay là mấy cái thức ăn thừa dính trên răng á nó lọt ra ha. Thường thì các bạn dùng tăm xỉa hoặc là tăm nha khoa đó. Nên mình xúc nước trước nha. À, xúc nó cũng có ra một số thức ăn thừa ha. Các bạn kỹ thì buổi trưa mình có thể đánh răng lại, nhưng mình không đánh răng, mình dùng tăm nước nha các bạn. Mình lấy nước vô ha, rồi mình thấy các bạn coi nè, nó vẫn có mặn bám và các thức ăn thừa mình nó vơi ra nha các bạn. Các bạn thấy không? Mình đã xúc nước lại rồi nhưng mà nó vẫn có nè. Vẫn còn ha. Đây. Vừa rồi mình có hướng dẫn sử dụng cái máy tăm nước rồi nha các bạn. Thì mình lưu ý các bạn nè, cái cách mà mình triệt cái mùi hôi miệng á các bạn. Cái mùi hôi là rất khó chịu ha. Có nhiều người cứ đi bác sĩ hay là đi nha khoa hay đi gì đó để mà khử mùi hôi đó nhưng mà vẫn không hết. Thì mình sẽ chỉ cái mẹo này, mình chỉ cần sử dụng có cái tăm nước này thôi là nó sẽ triệt ra thối cái đó. Ngoài ra mà các bạn tìm đến một cái kem đánh răng nào đó mà nó cái khử mùi hôi nha các bạn, nó kết hợp hai cái đó thì nó sẽ hết. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn về cái mẹo này. Thì khi mà các bạn ăn á thì nó có những cái thức ăn dính trong răng á, mình vệ sinh nó không kỹ thì nó dính vô cái kẽ răng mà trong cái răng của mình nó sẽ gây lâu ngày nó hôi, hôi răng khó chịu lắm. Mình đánh răng rồi nó vẫn còn mùi hôi thì ở đây nó tăm nước nó sẽ làm sạch, nó vệ sinh nó sạch sẽ từng cái ngóc ngách ở trong cái kẽ răng của mình. Cho nên nó không còn mảng bám nữa thì nó không còn hôi nữa các bạn ha. Cho nên các bạn nên mua về sử dụng thì các bạn sẽ thấy được cái công dụng của nó rất là tuyệt vời nha các bạn. Mình đi du lịch ha, mình đi làm hay đi đâu của mình cầm theo mình xài rất là tiện lợi, mình chỉ sạc pin là mình xài thôi. Đó, cái đó là cái lưu ý đồ của mình ha. Cái mẹo mà mình sử dụng cái này nè, từ khi mình sử dụng cái tăm nước này rồi á thì cái mùi hôi miệng của mình cũng hết luôn nha các bạn. Ngày trước mình đánh răng thì mỗi lần đến đến cử đánh răng á, mình đánh răng khử mùi hôi rồi, nhưng mà sau khi mình ăn xong thì đến chiều hay gì đó mình ăn xong cách mấy tiếng nó vẫn hôi lại, nhưng mà khi mình sử dụng cái tăm nước này rồi á, thì nó sẽ hết hôi đó. Cái răng mình nó sạch sẽ, mình cảm giác nó thoải mái giống như là mình mới cạo vôi răng về vậy các bạn. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng lắm. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh của mình ha. Nhớ like và share, comment bên dưới nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.